Vào ngày thứ Ba 21 tháng 7 vừa qua, Hội nghị thường niên lần thứ 5 về Biển Đông đã diễn ra ở Viện Nghiên cứu Chiến lược và Ngoại giao Hoa Kỳ với sự tham gia của nhiều chuyên gia từ các quốc gia liên quan và các học giả quan tâm đến tình hình Biển Đông. Có mặt tại Đài Á Châu Tự Do hôm nay là Tiến sĩ Phạm Lan Dung, trưởng khoa luật quốc tế Học viện Ngoại giao Việt Nam sẽ trình bày một số nhận định cũng như kế hoạch của nhà nước Việt Nam về vấn đề Biển Đông. Xin kính chào Tiến sĩ Phạm Lan Dung. Thưa Tiến sĩ, trong hội thảo Biển Đông lần này, Bộ Ngoại giao Việt Nam và Chính phủ Việt Nam đã đưa ra những cái thông điệp nào là chủ yếu ạ? Thưa bà, tôi đến dự ở hội thảo này thì với tư cách là một chuyên gia trong lĩnh vực luật quốc tế. Tôi là một giảng viên của khoa luật quốc tế Học viện Ngoại giao. Vì vậy, những cái quan điểm mà tôi trình bày ở hội thảo cũng như là tôi trao đổi ở đây với cả quý đài thì đều là những cái quan điểm của cá nhân như là một chuyên gia. Tại cái phiên về luật quốc tế ở hội thảo về Biển Đông lần này thì chúng tôi tập trung chủ yếu vào những cái diễn biến gần đây, những cái khía cạnh pháp lý về những diễn biến gần đây ở Biển Đông. Trong đó thì đặc biệt là các diễn giả tập trung vào cái vấn đề mà hiện nay Trung Quốc đang thực hiện cái việc tôn tạo và xây dựng ở quy mô rất lớn tại các cái thực thể ở Biển Đông. Các cái thực thể ở Biển Đông thì thường mà Trung Quốc xây dựng và tôn tạo ấy thì đều là chủ yếu là các cái bãi nửa nổi nửa chìm. Có một số ít trong đó thì ý kiến còn khác nhau, đó là bãi nửa nổi nửa chìm hay là đá. Tuy nhiên cái việc là những cái bãi nửa nổi nửa chìm hoặc những cái đá đó là thuộc quốc gia nào trong cái tranh chấp Biển Đông thì vẫn còn là vấn đề đang tranh cãi. Và vì vậy cho nên là cái việc mà Trung Quốc tiến hành xây dựng và tôn tạo tại các cái thực thể đó ấy, là đang thực hiện ở cái khu vực mà đang tranh chấp. Và nó cũng không phù hợp với cả tinh thần của DOC là tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông. Theo như tuyên bố đó thì các bên trong tranh chấp cam kết là sẽ giữ nguyên hiện trạng cái tranh chấp ở Biển Đông. Ngoài ra nếu như mà Trung Quốc thực hiện cái việc tôn tạo đấy thì còn có thể gây ảnh hưởng đến môi trường và vi phạm các cái nghĩa vụ của các quốc gia theo luật quốc tế về môi trường và công ước luật biển về việc bảo vệ môi trường biển. Nếu như sau khi thực hiện những cái tôn tạo đó mà Trung Quốc lại có cái ý đồ là muốn thay đổi quy chế pháp lý của các cái thực thể đó thì điều đấy cũng không phù hợp với quy định của luật quốc tế và luật biển quốc tế. Mình có thể nói rõ hơn về cái thực loại thực thể mà ở Biển Đông hiện tại, ví dụ như có bao nhiêu loại, mình có thể chia ra bao nhiêu loại thực thể? Trên nguyên tắc ý, thì công ước luật biển có quy định là trước tiên là có đảo. Đảo thì có tất cả các vùng biển, lãnh hải 12 hải lý, vùng đặc quyền kinh tế thêm lục địa, vân vân. Thứ hai là đá. Đá thì chỉ có 12 hải lý lãnh hải và có thể có thêm cái vùng tiếp giáp lãnh hải 24 hải lý tính từ đường cơ sở, 12 hải lý tính từ ranh giới ngoài của lãnh hải. Đá thì không có vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa. Ngoài ra thì còn có những cái thực thể là bãi nửa nổi nửa chìm và bãi chìm. Bãi nửa nổi nửa chìm là những cái thực thể mà nổi lên trên mặt nước khi thủy triều xuống nhưng mà chìm khi thủy triều lên. Bãi nửa nổi nửa chìm và bãi chìm thì không phải là đối tượng để các quốc gia có thể yêu sách chủ quyền. Nếu bãi nửa nổi nửa chìm nằm trong phạm vi 12 hải lý lãnh hải của bờ biển hoặc là của đảo thì được sử dụng để làm điểm để vạch đường cơ sở. Về vấn đề Philippines sẽ đưa Trung Quốc ra tòa trọng tài quốc tế thì xin bà có thể cho biết những cái nhận định của bà về vụ kiện này dưới cái góc độ là luật quốc tế. Từ góc độ của Việt Nam, theo như là lời phát ngôn của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam cũng như là góc độ của các học giả như chúng tôi ý, thì chúng tôi thấy là việc sử dụng những cái biện pháp tài phán để giải quyết tranh chấp ở Biển Đông là một trong các biện pháp hòa bình phù hợp với cả quy định của Hiến chương Liên Hợp Quốc, của luật quốc tế nói chung cũng như là quy định của Công ước Luật Biển năm 1982. Trong cái vụ việc này thì Việt Nam cũng đã gửi cái bản tuyên bố quan điểm của Việt Nam với tư cách là một bên thứ ba có lợi ích trong tranh chấp. Trong cái bản tuyên bố đấy thì Việt Nam cũng đã nêu rõ là Việt Nam còn là một quốc gia mà có lợi ích trong cái vụ việc mà đang được đưa ra tòa. Và Việt Nam ủng hộ cái quyền tài phán của tòa, cũng như là Việt Nam nêu rõ là Việt Nam phản đối cái đường lưỡi bò mà Trung Quốc yêu sách là không có cơ sở pháp lý. Thế thì cái việc
mà Việt Nam làm như vậy thì cũng thể hiện là Việt Nam cũng rất là quan tâm đến vụ việc này. Và trên thực tế thì Việt Nam luôn luôn theo dõi rất là sát cái diễn biến của vụ việc này để có thể kịp thời bảo vệ được lợi ích của Việt Nam khi mà cần thiết. Trong cái vụ việc này, nhìn từ góc độ của một chuyên gia thì tôi thấy là đây là một cái vụ việc mà vấn đề mà khó khăn nhất ấy, là vấn đề liệu tòa có quyền xét xử vụ việc hay không. Cái quyền tài phán của tòa ấy là vấn đề mà tòa phải xét đầu tiên. Tại sao mà cái vấn đề thẩm quyền lại là vấn đề khó trong vụ việc này, là bởi vì Công ước Luật Biển thì cho phép các quốc gia được hạn chế thẩm quyền của các cái cơ chế bắt buộc trong công ước. Nếu như vấn đề đưa ra trước tòa mà là vấn đề liên quan đến tranh chấp chủ quyền chưa được giải quyết hoặc liên quan đến phân định biển thì tòa sẽ không có thẩm quyền bởi cái tuyên bố năm 2006 của Trung Quốc. Philippines đặt vấn đề là Philippines yêu cầu tòa là làm rõ quy chế pháp lý của các thực thể trong Biển Đông. Không quan trọng là cái thực thể đấy thuộc nước A hay nước B, nhưng quy chế pháp lý của nó là gì theo quy định của Công ước Luật Biển. Thì rõ ràng nếu như tiếp cận từ góc độ đấy thì vấn đề này không phải là vấn đề mà nằm trong cái ngoại lệ, và như vậy tòa có thẩm quyền. Thế còn vấn đề đường lưỡi bò ấy, thì Trung Quốc cũng nói là Trung Quốc cũng không yêu cầu tòa nói về vấn đề chủ quyền hay là vấn đề nào khác, mà Trung Quốc muốn nói là cái yêu sách đấy là cái yêu sách không hợp lệ theo quy định của Công ước Luật Biển. Các quốc gia không được quyền đưa ra cái yêu sách như vậy vì nó không có một cơ sở nào theo Công ước Luật Biển cả. Vì vậy ở đây nó nói đến cái tính pháp lý của cái yêu sách đấy chứ không phải là giải quyết vấn đề về chủ quyền. Thế theo cái nói mà về chuyên môn của luật quốc tế thì theo tiến sĩ, vụ kiện này có thể kéo dài trong thời gian bao lâu? Tôi nghĩ là thế này ạ, sau khi mà tòa đưa ra cái quyết định, cái phán quyết đầu tiên liên quan đến thẩm quyền thì phụ thuộc vào việc là cái quyết định đấy như thế nào. Nếu mà tòa tuyên bố là tòa không có thẩm quyền với vụ việc này hoàn toàn, cái điều đấy thì tôi nghĩ là ít có khả năng xảy ra, thì vụ việc sẽ chấm dứt ở đó. Thế còn phương án thứ hai là, thì nó có hai cái khả năng của phương án thứ hai. Thứ nhất là tòa tuyên bố là tòa có thẩm quyền với tất cả các vấn đề ở đó. Thế còn cái phương án thứ hai là tòa tuyên bố là tòa có thẩm quyền với một số vấn đề mà Philippines yêu cầu. Thì cả hai phương án này thì đều yêu cầu là tòa sẽ lại tiếp tục xem xét vụ việc. Cuối cùng thì ở những cái diễn đàn như này thì rõ ràng là chúng ta được hòa nhập vào trong cái cộng đồng học giả quốc tế, và nó tạo điều kiện rất nhiều để cho chúng ta có thể bảo vệ được lợi ích của quốc gia. Vâng, xin cảm ơn tiến sĩ Phạm Lan Dung đã dành thời gian cho buổi nói chuyện này.